Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì có một số thông tin liên quan đến câu chuyện của Hàn Ni và Văn Sĩ, và xung quanh cái vấn đề mà về phía viện kiểm sát vừa rồi đã chuyển hồ sơ sang tòa án để bà đề nghị truy tố xét xử Hàn Ni, Văn Sĩ theo cái khung đó chính là khoảng 2 điều 331, khung hình phạt là từ 2 năm đến 7 năm. Thì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến rất là nhiều những cái sự quay trở lại vô cùng bất ngờ. Một số những cái tên có trong cái danh sách mà được BC02 tách riêng ra một cái vụ án để mà tiếp tục điều tra xác minh. Được biết đó chính là Kim Mao TV cũng như là Đinh Lan, ngày hôm qua đến hôm nay đã chính thức quay trở lại, đặc biệt là Kim Mao TV với những cái từ ngữ vô cùng thô tục. Chúng ta được biết là về cái gọi là gia đình của cái bẫy gà này đó cả nhà. Được biết ba anh bẫy gà cũng là một người gọi là nghệ sĩ gì đó, nhạc sĩ sáng tác gì đó, cũng có tên tuổi lắm, kiểu như là gia đình gia giáo rồi đó. Nhưng mà bản thân anh bẫy gà thì không biết là có thừa hưởng được cái gọi là cái tính cách của ba mình hay không, nhưng mà lại phát ngôn ra những cái từ ngữ nó vô cùng gọi là tục tiểu. Nói đúng hơn đó chính là những cái từ ngữ vô cùng vô văn hóa. Mặc dù là lớn tuổi rồi nhưng mà không bỏ được cái tính cách này. Đặc biệt nữa thì bẫy gà vừa mới đưa ra một cái thông tin cũng khá là sốc, khá là đặc biệt liên quan đến câu chuyện của Hàn Ni. Thưa quý vị, thông tin trước đó thì cho rằng là bẫy gà cũng đã lên làm việc với cơ quan chức năng rồi, đặc biệt đó chính là chị Lan luôn, đồng đội của anh Bảy đó. Thì chị Lan nói rằng là anh Bảy đã làm việc với cơ quan công an rồi, cũng không có cái gì xảy ra. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái kênh YouTube cũ của anh Bảy Gà đó thì bỗng nhiên anh Bảy Gà không làm nữa, không biết lý do gì. Anh Bảy Gà tạo một cái kênh khác mang cái tên là Kim Mao TV Thích Lương Thiện. Chúng ta nghe cái tên thôi là biết cái sự gọi là láo xạo của anh Bảy Gà như thế nào. Nhưng mà anh Bảy Gà này cách đây khoảng 1-2 tiếng thôi có chia sẻ cái nội dung liên quan đến chị Hằng Ni như thế nào. Rồi đó chính là anh Bảy khẳng định rằng là thằng con 3C nào dám cá với tao là Hằng Ni án nặng hơn con tiền nổ. Đây là vẫn còn dùng những cái từ ngữ để mà xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng nha. Đừng thấy mai nở mà ngỡ tiền về, tiền còn ở lâu lắm. Thưa quý vị, nói chung là đó là một trong những cái nội dung mà gần đây anh Bảy chia sẻ. Còn rất nhiều những nội dung khác với những cái từ ngữ nó vô cùng mất dạy để mà xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thanh Nguyên chỉ chia sẻ cái nội dung liên quan đến câu chuyện của Hàn Ni mà thôi. Bởi lẽ thì chúng ta được biết rồi, anh Bảy gà đó, thật ra là với những cái từ ngữ mắc dạy này đã từ lâu rồi, con người của anh Bảy là như vậy mà, không thể nào thay đổi được cả nhà. Nhưng mà ở đây có một cái sự việc, đó chính là anh Bảy khẳng định rằng Hàn Ni dám cá với anh Bảy hay không là Hàn Ni là sẽ nhẹ hơn bà Nguyễn Phương Hằng, và cho rằng là bà Hằng còn ở lâu lắm, chưa có về đâu. Một số những cái thông tin gần đây thì cho thấy rồi là bà ấy đang thụ án một cái trại giam tại Bình Dương và đang chờ đợi những cái điều kiện để có thể đủ và được giảm án trong khoảng thời gian sắp tới nha các chú anh chị. Chưa biết là ở gọi là nặng hơn hay là nhẹ hơn, nhưng mà chỉ có một số những cái dữ liệu gần đây. Bởi vì nếu mà bây giờ khẳng định, không ai có thể khẳng định được điều gì hết cả nhà. Không ai khẳng định là Hàn Ni sẽ nặng hơn và Hàn Ni sẽ nhẹ hơn, không có ai có thể khẳng định điều đó. Chỉ có những kẻ mà cầm đèn chạy trước ô tô mà thôi, tại vì chưa xét xử mà chưa có những cái kết luận thì chúng ta làm sao biết ai nhẹ hơn ai nặng hơn, tội danh nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy ở đây, thứ nhất đó chính là bà Hằng có rất nhiều những cái tình tiết giảm nhẹ, còn Hàn Ni thì lại không có cái điều đó. Chúng ta thấy rõ điều đó. Hàn Ni lại không có được cái điều này, cho nên là nhìn đi quẩn lại cả hai cùng bị truy tố để các khoảng 2 điều 331, và cái khung hình phạt thì từ 2 đến 7 năm thì cũng chống nhau. Cho nên là nhiều người đánh giá rằng là về Hàn Ni cái mức án đó nó sẽ gọi là cao hơn bà Nguyễn Phương Hằng, bởi vì không có những cái tình tiết giảm nhẹ được như bà Hằng. Cho đến giờ này thì Hàn Ni vẫn chưa có nhận tội, còn bà Nguyễn Phương Hằng thì bà ấy gọi là có được từ 2 đến 3 cái tình tiết giảm nhẹ rồi trong cái vụ án mà đã được xét xử trước đó, thưa cô chú anh chị. Còn anh Bảy thì không biết là anh Bảy nhận thông tin từ đâu,
anh Bảy dám khẳng định là Hằng Ni sẽ được nhẹ hơn bà Nguyễn Phương Hằng, và nói rằng là bà Hằng sẽ ở lâu hơn Hằng Ni. Hay cái vấn đề ở lâu hay mau thì chúng ta chưa nói đi, bởi cái vụ án chưa đưa ra xét xử. Nhưng mà dựa trên những cái dữ liệu mà những cái thông tin gần đây, thì cái điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy trước mắt đó chính là bà Nguyễn Phương Hằng được rất nhiều những cái tình tiết gọi là giảm nhẹ khi mà cái vụ án đưa ra xét xử. Còn Hằng Ni thì chưa xét xử, chưa có ai dám khẳng định rằng là sẽ nặng hay nhẹ. Cái cả bản thân anh Bảy Gà cũng biết cái đách gì để mà lên trên mạng rồi cá cược với người khác, nhưng mà anh Bảy không có đưa ra cái kèo cá cược là như thế nào. Nếu mà anh Bảy nghe được cái clip này đó thì nhanh chóng đưa ra cái kèo để có thể chúng ta gọi là triển khai luôn cho nó nhanh chóng chính thức. Nếu mình muốn cá cược mình cũng phải đưa ra một cái kèo gì đó, ví dụ như là xóa kênh hay là biến mất khỏi không gian mạng hay như nào đó một cách rõ rệt để chúng ta có thể triển khai trong khoảng thời gian sắp tới, cũng như là Tết nhất cũng đến rồi. Thì anh Bảy nhanh chóng soạn cái kèo cho nó tốt. Còn anh riêng cá nhân cái thông tin mà Bảy cho rằng là bà Hằng sẽ nặng hơn Hằng Ni, Hằng Ni sẽ nhẹ hơn bà Hằng gì đó, thì hiện tại đó Thanh Huyền thấy rằng cái vấn đề này không thể nào chúng ta có thể đưa ra một thông tin chính xác được cả nhà. Phải chờ đợi tin tức về cơ quan chức năng đó, bởi vì người ta chưa xét xử mà để nói rằng nặng nhẹ thì vô cùng khó. Nhưng mà với những cái dữ liệu như Thanh Huyền đã chia sẻ thì rõ ràng chúng ta thấy Hằng Ni rất là căng hơn bà Hằng rất nhiều. Rất là căng, bây giờ là ngoan cố nè, không nhận tội nè, kể cả anh Hằng Ni và Văn Sĩ nè. Bên cạnh đó là không có được những cái tình tiết gọi là giảm nhẹ. Bên trong cái câu chuyện mà khi mà vụ án được đưa ra xét xử còn những cái tình tiết nào không hay không đó thì chúng ta chưa biết. Bởi vì Hằng Ni cũng là một đảng viên mà cả nhà, biết là gia đình có công có này có kia hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà sẽ được biết sau khi mà vụ án được đưa ra xét xử thôi. Có lẽ rằng anh Bảy cũng nắm được cái thông tin gì rồi từ phía luật sư của chị Hằng Ni, luật sư Đỗ Trọng Đại đó, và từ đồng đội của chị Ni. Đinh Lan thì nói rằng trước đó là từng tuyên bố rằng là Hằng Ni sẽ được gọi là phóng thích tại tòa. Thì cái điều này nó cũng khá là thú vị cho những cái thông tin về phiên tòa những sắp tới. Chúng ta cùng chờ đợi xem nếu như phóng thích Hằng Ni là với cái nguyên nhân lý do gì, và ai sẽ đền bù nếu như Hằng Ni vô tội cả nhà ha. Nếu như Hằng Ni vô tội được trả tự do thì ai sẽ đền bù cho Hằng Ni về cái vấn đề mà cô ấy bị bắt quan hay là bắt cái này kia cái nọ, bị tạm giam trong một suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Điều khá là buồn cười đó chính là đồng đội của chị Ni dạo này đưa ra những cái thông tin sốc của cả nhà. Đinh Lan đó thì quay trở lại trên kênh YouTube của mình với những cái nội dung thì cũng gọi là khá là trả treo trên kênh top cộng đồng nha cô chú anh chị. Đinh Lan nói rằng là Đinh Lan không đăng gì suốt 30 ngày qua rồi, nhưng mà vẫn thấy là một số những cái kênh YouTube nói về Đinh Lan như là Cát Việt hay là Hương Quảng Châu cho rằng BC02 đã không giải quyết các YouTuber này là rất là quá đáng. BC02 rất là quá đáng với chị Lan, không giải quyết cái câu chuyện của chị Lan. Đinh Lan nói như vậy đó, gần 3 năm rồi vẫn không có cái thông tin gì hết. Thì Thanh Huyền thấy rằng là Đinh Lan đang mong chờ rất là nhiều cái kết quả từ phía BC02 và hai nhân vật này luôn, Bảy Gà và chị Lan. Có nhiều người nói là sang năm là tuổi Thìn, năm tuổi của chị Lan đó, cho nên là chị Lan cấp này cũng đang khá là sợ về cái yếu tố gọi là tâm linh cái nhà. Sang năm tuổi qua năm sau thì khả năng chị Lan sẽ có những cái gọi là cái biến cố trong cuộc đời của mình, thì không biết là cái vấn đề tâm linh sẽ có được gọi là thành trở thành hiện thực hay không. Bởi vì tâm linh nó khó nói lắm cô chú anh chị, nhưng trở lại trước mắt thôi. Trước mắt chúng ta thấy rằng nè, hai đối tượng này vẫn cực kỳ ngoan cố, đó chính là Bảy Gà. Mặc dù không biết cái thông tin có làm việc với cơ quan chức năng hay chưa, nhưng mà rõ ràng vẫn tiếp tục những hành vi của mình rất là trắng trợn. Ngoài bà Nguyễn Phương Hằng thì Bảy Gà còn xúc phạm luôn cả ông Huỳnh Uy Dũng rất là nhiều lần, thậm chí là trên một cái kênh YouTube mới, không phải là Kim Mao TV Hoàng Ngọc nữa, mà Kim Mao TV Thích Lương Thiện, nghe cái tên là biết xạo rồi, giả tạo một cách trắng trợn rồi, Thích Lương Thiện rồi. Cái lời mình thốt ra thì rất là dơ dáy và bẩn thỉu, không có gọi là một chút gọi là cái văn hóa nào, mặc dù là lớn tuổi là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là gia đình mình cũng có gọi là có dạy dỗ mình mà, nó có ăn học, cha thì cũng là một nghệ sĩ, nhưng mà đã bị anh Bảy Gà làm
mất hết rồi, mất hết đi cái hình tượng hay là cái danh dự của gia đình. Thưa quý vị, còn vẫn nói về cái kèo mà anh Bảy Gà khẳng định là Hàng Ni sẽ nhẹ hơn bà Hằng đó, hay là có cái cá cược gì đó, thì mời anh Bảy Gà lên kèo. Thanh Nguyên cũng sẽ tiếp anh Bảy Gà đến gọi là cái ngày mà anh Bảy Gà lên đường luôn nha. Bất cứ cái kèo gì của anh Bảy Gà đưa ra, Thanh Nguyên xin được phép gọi là tiếp ứng hết tất cả các loại kèo của Bảy Gà. Thì mong rằng những cô chú anh chị chúng ta là chia sẻ cái nội dung cái video clip này có thể được đến tay anh Bảy Gà. Những ai là fan của anh Bảy hay chị Lan gì đó, chia sẻ cho chị Lan với anh Bảy nghe, để xem rằng anh Bảy sẽ ra những cái kèo gì của chị Hàng Ni trong khoảng thời gian sắp tới nha cô chú anh chị. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng ta cùng mong chờ đợi những cái tin tức, và đặc biệt là ít nhiều cũng sẽ phải có câu trả lời được cả nhà. Nếu như cái vụ án mà trong quá trình xác minh họ không thấy vi phạm đó, không vì phía chân cầu giám định không có vi phạm đó, thì cũng sẽ đưa ra cái kết luận cuối cùng cho rằng là những cái Facebook này, những cái tài khoản này không có hay là chưa đủ căn cứ để xử lý hay như thế nào đó, thì cũng phải có những cái kết quả cuối cùng từ phía BC02 mà thôi. Chúng ta chờ đợi cái ngày này, liệu Bảy Gà Đinh Lan có thoát được BC02 hay là không. Thì khoảng thời gian sắp tới Thanh Nguyên cũng sẽ cố gắng cập nhật liên tục gửi đến cô chú anh chị. Sang năm là một cái năm mà đầu năm mới đó, sẽ có rất nhiều những cái thông tin mới và liên quan đến cái vụ việc, cũng như là Thanh Nguyên nghĩ rằng là trong năm mới đó, trong năm 2024 này cũng sẽ là một trong cái năm mà kết thúc luôn cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng và những cá nhân xúc phạm Bảy, thưa quý vị. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000 miễn phí ship, 1 lít là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1.500.000 miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.